Mùa hè này cho con học tiếng Anh ở đâu là tốt nhất? Vâng, đây chắc chắn là câu hỏi luôn khiến cho các bậc phụ huynh quan tâm và trăn trở và gợi ý cho quý vị phụ huynh đang có mong muốn tìm hiểu một môi trường tiếng Anh cho con em mình. Và dưới đây là 5 lý do phụ huynh nên lựa chọn và đồng hành cùng hệ thống Anh ngữ quốc tế A+. Đầu tiên, A+ có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh với hơn 40 trung tâm tại 15 tỉnh thành phố, 100% học sinh hoàn thành cam kết đầu ra, 95% khách hàng hài lòng. A+ là đối tác chiến lược của 15 tổ chức giáo dục quốc tế uy tín. Thứ hai, mục tiêu đào tạo của A+ là phát triển 4 năng lực trụ cột: kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen để giúp học sinh cải thiện điểm tiếng Anh tại trường, đạt được các chứng chỉ quốc tế như Cambridge, IELTS, SAT, PTE, giao tiếp sử dụng tiếng Anh thành thạo như người bản xứ. Thứ ba, học sinh được học tập và tắm mình trong môi trường quốc tế, trong đó có sự kết hợp giữa trung tâm, gia đình và xã hội để học sinh vừa được học lý thuyết, thực hành và ứng dụng. Thứ tư, A+ tiên phong ứng dụng phương pháp học tập tích cực như gamification, mind map, CLIL, dạy học dự án, tình huống, phương pháp học tập cá nhân hóa. Điều này sẽ giúp cho học sinh hứng thú, dễ nhớ, dễ vận dụng, hoàn thành mục tiêu sớm, tăng tốc về đích trước hạn, giúp học sinh tự tin, chủ động, hiệu quả trong giao tiếp, phát triển kỹ năng và tương tác cho học sinh. Và thứ năm, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và có cam kết đầu ra bằng văn bản pháp lý. Học sinh của A+ được tham dự trải nghiệm các kỳ thi quốc gia quốc tế như World Scholars Cup, Olympic tiếng Anh, quốc tế HIPPO. A+ có lộ trình học ngắn nhất, học phí tiết kiệm nhất, hỗ trợ tài chính tốt nhất.